À, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để tạo ra ảnh GIF, tức là ảnh động. Ok, thì bắt đầu với Photoshop ha. Thì để xử lý được cái ảnh động thì hình như là Photoshop từ CS6 trở lên thì mới có, cho nên là mình không nhớ rõ, nhưng mà hình như là từ CS6 trở lên. Thì bắt đầu như sau, chúng ta sẽ tạo một cái file mới ha, tùy kích thước. Tuy nhiên là với kích thước của cái file GIF động á, thì nó rất là nhiều frame, từng frame với nhau, cho nên là mình sẽ sử dụng một cái ảnh tương đối nhỏ thôi, đừng lớn quá. Ví dụ như là mình để ở đây là 800 nhân với 500 thôi chẳng hạn thế, và resolution là 72 thôi ha. sRGB 8 bit, ok, click ok. Hôm nay sẽ có cái file như thế này. Thì để mở cái timeline, tức là cái ta điều chỉnh cái animation, thì các bạn sẽ vào Window và chọn timeline. Ở trong CS6 thì như đã đặt là animation, chúng ta chọn animation ha. Còn tuy nhiên ở CS như mình đang sử dụng CSCC 2014 thì nó là timeline, mình sẽ click vào timeline. Thì nó sẽ bật lên cái thanh timeline phía dưới này. Ở mặc định thì nó sẽ có cái nút là Create Video Timeline. Thì chúng ta không chọn video mà chúng ta sẽ chọn là animation, cho nên là chúng ta sẽ click vào cái nút sổ xuống ở đây ha, và chọn là Create Frame Animation, và chúng ta sẽ click vào cái nút Create Frame. Thì cái quy tắc tương tác của thằng này nó là như sau. Của Photoshop ha, thì nó sẽ dựa vào cái frame thứ nhất để mà nó điều chỉnh lại cái vị trí, là cũng như là cái tính chất của những cái frame tiếp theo. Thì ở đây có những cái như sau. Thứ nhất là cái nút này thì nó chuyển qua chuyển lại với lại cái video, nhưng mà đây mình sẽ chỉ là để là cái frame thôi. Cái thứ hai là chọn cái vòng lặp, ở đây là once, nghĩa là lặp lại một lần, three time là ba lần, và forever mãi mãi, tức là lặp lại liên tục ha. Hoặc là order chúng ta có thể chỉnh lại sau, nhưng mà đa phần thì chúng ta sẽ sử dụng là forever. Thì những cái thanh như là nút play rồi pause này là khá dễ ha. Tiếp theo cái nút chúng ta để ý nhiều nhất đó là duplicate selected frame, tức là tạo ra một cái frame mới từ cái frame gốc. Ok ha, thì bắt đầu để ví dụ như là để tạo một cái hoạt họa đơn giản đi, thì bây giờ mình sẽ cái chữ ví dụ như là đây đâu rồi, tag một chẳng hạn thế, tag một, chúng ta sẽ tạo tiếp một layer khác, là nhân đôi này lên, tạm thời tắt đi, đổi là tag hai. Đối với lại cái tính chất của thằng tạo GIF động ở trong Photoshop á, thì chúng ta tốt nhất là nên chuẩn bị toàn bộ các layer, tức là toàn bộ những cái hoạt họa đều nằm ở trong cái frame 1 ha. Tức là ngay từ đầu cũng phải chuẩn bị rồi này. Ví dụ như là bây giờ mình muốn là bắt đầu là tech 1 đi, bắt đầu tech 1 đã biến mất, là xuất hiện tech 2, bắt đầu xuất hiện tech 3 chẳng hạn thế. Thì ngay ở cái frame đầu tiên là mình sẽ phải tạo như thế này rồi. Đó, ta bật tạm thời bật tech 1 và tắt đi. Tắt đi đã. Và mình sẽ duplicate nó lên. Các bạn để ý nha, chữ WK nghĩa là nhân đôi lên, chứ không phải là mình tạo ra một cái frame mới. Không phải tạo ra frame mới ha, mà là tạo một cái frame mới dựa trên, tức là copy từ cái frame 1 ra. Rồi, click nhân lên thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nhân lên 2 ha. Ví dụ như là đây mình muốn cho nó 6 frame đi. Mỗi frame là hai chữ. Mỗi frame là hai mỗi mỗi hai frame là một chữ, và mỗi cái frame là mình cho nó xuất hiện trong vòng là 0.2 giây. 0.2 giây, thằng này cũng 0.2 giây, 0.2 giây luôn. Có thể làm ngay từ đầu ha, chọn 0.2 giây rồi WK lên cũng được, đỡ phải chỉnh. Thì các bạn sẽ ở đâu? Thì chúng ta sẽ quay trở lại với frame 1 ha, chúng ta có thể click chọn và chúng ta chọn lại frame 1. Thì là mình sẽ hiện cái frame 1 lên. Ở frame 2 thì chúng ta sẽ tắt frame 1 đi và bật frame 2 lên. Đó. À không, ở đây vẫn là đang là tách 1 ha. Tới cái frame thứ ba này mình mới bắt đầu chuyển sang tách 2. Thứ tư tắt đi, chuyển sang tách 2. Thứ năm tắt đi, chuyển sang tách 3. Thứ năm tắt đi, chuyển sang tách 3. Đó, tức là các bạn để ý nè. Đó, bắt đầu là 2, 3,
À, tức là chúng ta dựa theo cái thứ nhất ha. Chúng ta không nên là ví dụ như là đang làm tới thứ tư rồi bạn mới nhớ ra mình phải thêm cái gì đấy, thì bây giờ bạn thêm thì có vẻ nó hơi muộn này. À, nó sẽ xuất hiện ở tất cả các farm luôn, mà tới thì tới đây các bạn sẽ phải lại phải chỉnh lại từ đầu, nó sẽ rất là mệt. Cho nên là bao nhiêu frame chúng ta phải ước chừng dự đoán trước ngay từ đầu ha. Đó, ví dụ như thế. Đây, mình sẽ bỏ cái frame này đi. À, đây mình đã sắp đặt rồi thì mình sẽ bấm play, các bạn sẽ thấy đó, nó sẽ chạy vậy đó. Đấy à. Bởi vì mình để là forever cho nên là nó sẽ chạy liên tục luôn. Đó thì đó là cái xuất hiện, một trong những cái cách chúng ta tạo cái hiệu ứng xuất hiện ha. Tức là nói gọn lại, xuất hiện những cái mà hoạt họa mà chúng ta chuẩn bị trước á, thì toàn bộ những cái cảnh mà chúng ta muốn có ở trong file gif đấy toàn bộ phải có ở cái frame thứ nhất, sau đó mới bắt đầu nhân ra, tính gọi là bao nhiêu frame là vừa đủ thì chúng ta mới nhân ra và chúng ta cho tắt bật từng cái này cho nó phù hợp. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa để tạo được hiệu ứng chuyển động, và ví dụ như là mình sẽ như là play một cái logo của mình vào chẳng hạn thế. Đó. Ok. Thì bây giờ mình muốn cho tạo một cái chuyển động để cái logo của mình chạy từ đây chạy qua đây. Ok, chạy từ đây chạy qua đây. Thì mình sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ cho cái logo vào đây ha, đầu tiên ha, và chúng ta sẽ click vào WK frame. Nó sẽ hiện ra. Thì ở cái frame thứ hai này, các bạn sử dụng Move Tool và đưa cái và click kéo cái logo hoặc là cái chi tiết ở đấy các bạn muốn cho nó di chuyển chẳng hạn thế. Thì cho nó chạy qua chẳng hạn. Thì ở đây nó sẽ có cái frame đầu và frame cuối. Tức là đây mình có điểm điểm đầu tiên này và điểm đích đến cuối cùng, thì mình sẽ chọn cả hai bằng cách đè phím Shift và click cả hai ha. Chọn một này, đè phím Shift, click thứ hai và chúng ta sẽ click vào cái này. Cái nút chạy chạy Twin này. Twin Animation Frame. Cái nút ngay bên cạnh cái WK ha, Twin Animation Frame. Và chúng ta click vào. Thì ở đây nó sẽ hỏi mình là muốn tạo bao nhiêu cái frame để mà tạo cái chuyển động. Tức là ở đây mình sẽ cho nó ví dụ như là nó càng nhiều frame thì nó càng mượt. Tuy nhiên là càng nhiều frame thì file mình sẽ càng nặng. Cho nên là ví dụ như đây mình chỉ muốn để 10 thôi. Những cái thông số này bình thường không có gì cả. Chúng ta cứ để bình thường thôi ha, và quan trọng nhất là số frame. Là click OK. Thì ở đây nó sẽ tạo ra thành thêm 10 frame. Nhớ là thêm 10 frame ha. Thì nó sẽ từ 1 chạy tới 12. Rồi chúng ta click play để chúng ta có thể đó, nó sẽ bắt đầu chạy từ điểm này tới điểm này. Rồi cứ vậy làm lại, lặp lại liên tục. Đó, thì đó là hai cái cách. Thứ nhất là xuất hiện ẩn hiện từng frame một, và cách thứ hai đó là tạo ra một cái chuyển động. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ví dụ như là mình sẽ làm một cái chuyển động đơn giản. Như là mình phối hợp hai cái đấy luôn nha, và chọn play nè. Mình sẽ tạo cho nó một cái nền. Mình sẽ tìm đại một cái nền ở đây. Tùy các bạn ha. Chọn cho nó phù hợp thôi. Ví dụ như là mình chọn này đi. Và mình kéo cho nó ra chút xíu chẳng hạn thế. Và ở đây cái thứ mà mình muốn cho nó di chuyển nó sẽ là một cái khoảng mây chẳng hạn vậy. Mình sẽ vào filter nè. Tạo một cái layer mới đã. Filter render cloud chẳng hạn thế. Ở đây mình sẽ sử dụng là screen. Làm cho nó có cái hiệu ứng kiểu di chuyển chẳng hạn thế, kéo dài ra. Đó. Thì ở đây cái mục đích như sau, mình sẽ các bạn thấy là nó di chuyển hai bên ha. Bắt đầu là mình sẽ đặt nó đặt đầu vị trí là đây, và cái điểm điểm đến thì nó sẽ là ở đây chẳng hạn thế. Đó. Sau khi WK lên thì nó sẽ tự động là nó chạy vào kiểu hết. À, thì song song với cái việc đấy, mình muốn tạo ra một cái nội dung ẩn hiện ở đây chẳng hạn thế, thì mình sẽ thêm cái chữ, ví dụ như là các bạn sử dụng typography chẳng hạn thế, các bạn có thể thêm vào, hoặc là đây mình muốn quảng cáo chút xíu chẳng hạn thì mình sẽ sử dụng logo của mình chẳng hạn vậy. Mình sẽ add vô, và cái frame chữ đầu tiên xuất hiện nó sẽ là cái link tới website của mình chẳng hạn thế.
Photoshop.com, hpphotoshop.com, cho phòng cho nó vừa thôi. Đó, chẳng hạn vậy. Đó, và chữ tiếp theo nhân đôi lên ha, để mình đảm bảo cái vị trí. Chữ tiếp theo đó là tạo ảnh động chẳng hạn thế. Đó. À, ví dụ vậy hai chữ thôi. À, ok. Thì đây mình sẽ nhân nó lên một cái ha. Và ở cái thứ hai này thì mình sẽ cho cái mây nó di chuyển này. Chúng ta mình sẽ để phim ship để mà click move qua để nó đảm bảo cái nó nằm trên một trục ha. Và mình sẽ chọn cái hai này, tạo cái này và mình để 10 frame chẳng hạn thế. Thì ở 5 6 frame đầu thì mình sẽ để là hpphotoshop.com, và từ cái frame thứ 6 trở thứ 7 trở đi thì mình sẽ ghi là tạo ảnh động chẳng hạn thế. À, tắt đi và mở lại thôi. Rồi, ok. Thì giờ mình sẽ cho nó play thử. Đó, các bạn sẽ thấy. Đó, nó chạy kiểu đấy ha. Tức là đây mình vừa có tạo cái hiệu ứng di chuyển của cái mây này chẳng hạn thế, hoặc là của một cái texture nào đó chẳng hạn vậy. Thì ví dụ như các bạn có thể chọn những cái texture mà nó lặp lại, nó có hiệu ứng lặp lại, thì cái lúc mà mình cho nó di chuyển á thì các bạn sẽ thấy là nó không có bị giật kiểu như này. Rồi còn chữ thì các bạn có thể thêm, thay vì cái chữ mà nội dung mình tự tạo thế này thì các bạn có thể sử dụng chữ là những cái typography ở ngoài của các bạn chẳng hạn thế. Ok ha, mình sẽ pull. Thì đó là cái cách thứ nhất, đó là tạo tạo bằng tay. Và cái cách thứ hai mình muốn hướng dẫn á, là chúng ta sẽ sử dụng một cái gọi là một cái tạo một cái ảnh GIF dựa trên một cái video. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ vào file ha, và chọn import, và chúng ta sử dụng là video frames to layer. Click vào video frames to layer ha. Nhắc lại ha, vào file import và sử dụng là video frame for to layer. Thì đây nó sẽ chạy một lúc để mà nó duyệt. Đó, nó sẽ phân tích một chút xíu. Ở đây mình sẽ click chọn cái clip nào đấy để mà chúng ta muốn tạo cái GIF. Thì tốt nhất chúng ta nên biên tập trước cái clip đó. Nhưng tuy nhiên thì ở đây mình sử dụng cái clip của mình thôi, nó ngắn ngắn thôi. Ví dụ là clip intro của mình chẳng hạn thế. Open. Thì đây nó sẽ hiện ra cho các bạn cái hộp thoại là import video to layer. Nó sẽ hỏi mình là cái cách để chúng ta muốn import vào ha. Thứ nhất là from beginning to end, tức là sử dụng toàn bộ cái clip này luôn. Cái thứ hai là select the grain only, tức là mình sẽ giới hạn lại cái đoạn nào. Ví dụ như là ở đây mình chỉ muốn cho nó ra tới này thôi là xong rồi. Và bắt đầu là từ cái bắt đầu hiện cái ô tròn ha. Đây này, tới đây này. À, bắt đầu hiện ô tròn. Đó, tức là chỉ có cái khoảng này thôi. Và chúng ta sẽ click OK. Nó sẽ tự động nó chọn cái frame. Đó, thì ở đây nó có vẻ là hơi nhiều. Đó, để thấy là nó sẽ bắt đầu nó chạy. À. Ok. Đó, chọn toàn bộ và chỉnh lại cái thời gian. À, và click cho nó chạy, các bạn sẽ thấy là nó chạy khá ổn. Và sau khi làm xong rồi á, ví dụ như đây mình sẽ xóa bớt một chút xíu đi cho nó gọn nhẹ ha, xóa bỏ đi tạm thời vậy. Thì mình sẽ đề xuất ra file GIF, các bạn làm như sau: các bạn vào file ha và chọn là save for web ha. Và ở cái bảng Save for Web hiện lên thì chúng ta sẽ chỉnh lại một chút xíu. Ví dụ như là ở Color, mặc định nó sẽ là 256 màu, thì chúng ta cứ để tối đa là 256 màu. Ảnh GIF thì nó chỉ hỗ trợ tới 256 màu thôi nha, không hơn được. Cái thứ hai nữa là chỉnh lại cái Image Size. Thì ở đây các bạn xem cái nút, cái thông số ở phía này ha, chỗ con chuột này.
thì nó đang hiển thị lên cái kích thước của cái size của cái file sau khi mà mình export export ra, tức là lưu ra cái file GIF á, thì nó nặng cỡ này này. Thì đây mình sẽ chỉnh lại image size chút xíu, ví dụ như là các bạn có thể để là 800 nhân 450 chẳng hạn thế. Thì sau khi xong rồi á, chỉnh lại, ví dụ như là ở cái chúng ta sử dụng những cái file hình mà nó đơn giản, hoặc là các bạn không sử dụng file hình mà chỉ sử dụng những cái chi tiết, những cái texture thì chẳng hạn, thì số lượng màu nó ít thì các bạn có thể giảm cái lượng màu này đi để cho cái dung lượng này nó giảm đi, nó càng giảm càng nhẹ thì nó càng tốt, và khi mà nó lót lên nó sẽ càng nhanh thôi. Thì ở đây thì mình sẽ để nó là 128 màu chẳng hạn thế. Những cái thông số khác mình để mặc định ha, và chúng ta click save. Nó sẽ hỏi mình là save ở đâu, thì mình xếp đại nó ở ngoài thôi. Thì mình sẽ mở lên demo chẳng hạn thế và click save. Đấy, save. Thì để up file hình lên Facebook á, thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ sử dụng mới ha, tạo bật cái trình duyệt web lên, và các bạn vào trang giphy.com ha, nó sẽ hiện ra đây này. Thì ở đây các bạn sẽ có nút upload, các bạn click upload và chúng ta chọn cái file để mà kéo vào. Chúng ta có thể chọn là browse, chọn ở ngoài demo gif chẳng hạn thế, và click và nó sẽ tự động upload lên. Ở đây các bạn có thể tag hoặc là cái gì đấy tùy, nhưng mà mình cứ upload bình thường thôi. Này repairing thì nó sẽ hiện lên cái này. Thì ở đây để copy cái file qua thì đơn giản, các bạn sẽ bấm chuột phải và chọn là sao chép URL hình ảnh, hoặc là chúng ta qua Advanced thì cũng sẽ có cái file này ha, cũng có cái link. Tuy nhiên là các bạn có thể copy tùy sao cũng được, có thể là copy link image vào Facebook và paste cái link nó vào. Ví dụ paste cái link này vào thì tự động nó chạy, tùy lúc nó ra, có lúc không mà mình cũng chả biết. Có thể reload lại vài lần, hoặc là vào cái group nào đấy chẳng hạn thế. Ở đây cũng thể nó sẽ ra. Đó, thì đây nó ra. Vô group này nó ra nè, nó bắt đầu chạy ha. Thì đây các bạn có thể post cái status đấy và đăng thôi. Thì ok, đó là cái cách chúng ta tạo ảnh GIF bằng tay, và tạo ảnh GIF từ video, và cũng như là cái cách upload file GIF lên và để upload lên Facebook. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tút này, và hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở tút sau nhiều hơn nữa. Và nhớ like và subscribe, share luôn tút này ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.